thiệt đó nha. Chùa. Chậu chùa hả? Đấy bà con thấy không? Khi mà bé nói chọn chùa là người mẹ cảm thấy là phấn khởi liền. Người mẹ nhảy cẩn lên liền. Ủa sao mà cái lúc trước mà con của mình nó đòi chọn căn nhà sao là người mẹ không nhảy cẩn lên? Vì chọn căn nhà không phải là cái ý của người mẹ, mà ý của người mẹ phải là chọn căn chùa, vì con của mình là Phật tái sinh. Phật tái sinh phải chọn cái ngôi chùa. Mà cái này nó thật sự người mẹ cũng sai luôn. Ở ngày xưa là cái như là Thích Ca Mâu Ni đó, là ông từ bỏ tất cả cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngon, ông từ bỏ hết. Ông chọn cái gốc Bồ đề để ông đắc quả. Ông tu đạt thành chánh quả tại gốc Bồ đề, không có một cái ngôi chùa nào hết. Cho nên là cái vấn đề tôi thấy Phật tái sinh đây thì nó cũng sai sai. Nếu mà Phật tái sinh đây đó, hỏi rằng chọn cái biệt thự với chọn ngôi chùa đó là chọn cây chi, thì tôi nghĩ nếu Phật tái sinh đây thâu ra chọn gốc ớt hay là cái gốc Bồ đề thì tôi nghĩ rằng còn có khả năng, tôi còn tin tưởng một chút. Chứ còn Phật nào mà chọn cái ngôi chùa hả? Ngày xưa ông cũng từ cái như là bó những cái mà cái như là danh gia vọng tộc, ông đi ra ông đi tu để đi mà cái như là tìm một cái chân lý mà bây giờ là cái như là Phật tái sinh lại phải chọn cái ngôi chùa. Nhưng mà cái như ban ngày ở chùa, tối giờ phải ở trong cái biệt thự đó. Bà con thấy Phật này sai sai đúng không? Cho nên tôi nói rồi, Phật tái sinh nó khác cái Phật tái chế nha. Phật tái sinh là chắc anh người ta sẽ tìm về cái gốc Bồ đề, tìm về cái nơi mà người ta đắc đạo. Còn Phật tái chế là người ta đại đa số là tìm toàn biệt thự, tìm những cái ngôi chùa sang trọng, hoặc những xe sang. Đấy là Phật tái chế. Thế còn đây tôi thấy là nó cũng hơi kỳ, thấy không? Mà có nhiều bà con trời ở khi mà nghe bé nó là chọn cái ngôi chùa đấy mà cẩn lên, đúng rồi, Phật tái sinh là phải chọn ngôi chùa. Tôi nói thánh thần thiên địa ơi, Phật tái sinh là người ta phải quay về cái cõi Bồ đề, chứ không ai mà chọn cái ngôi chùa hết trơn á. Đấy, một đứa bé nhỏ như vậy mà bà con thấy nó khổ chưa? Tự nhiên mới học đánh vần đôi ba câu, bập ba bập bẹ, gánh cho nó một cái gọi là cái thiên chức là phải phổ độ chúng sanh. Rồi đến bây giờ cái sự lựa chọn cái ngôi biệt, cái biệt thự và cái ngôi chùa, mà bé cũng phải là cái như là cũng cân đo đong đếm, đúng không? Bé chưa có một cái sự hậu thuẫn của người mẹ thì bé không có dám, bé không có dám chọn bừa. Bà con thấy là con bé này nó đang đứng một trong những cái gọi là cũng là một trong những cái là rất khó lựa chọn nha. Trong câu chuyện này bé rất khó lựa chọn nè. Muốn chọn cái chi phải hỏi ý kiến của mẹ, chứ con còn không thể con quyết định được. Trong đó chiều giờ thôi chứ có gì đâu. Ở trong chùa chiều giờ thôi chứ có gì đâu. Thì không có về qua nhà này. Bà con thấy không? Ở trong chùa là ở lúc cái như là ban ngày đó, chứ còn tối phải về cái biệt thự đó. Bà con thấy ngày xưa Đức Phật là cái như là có quay về lại hoàng cung không, trong quá trình ông tu tập có không? Nhưng mà đây nó thật sự là bé Tường Lam là nó chơi căng lắm mà ngày là cái như là ở trong chùa, tối về là cái phải là cái biệt thự đó, chứ không phải là cái như là cả ngày cả đêm ở trong ngôi chùa đâu nha. Mà người mẹ vẫn cảm thấy một cái sự nó vui sướng, một cái sự phấn khởi, đúng không? Cái điều tôi nói là tôi nói những cái ẩn khúc trong câu chuyện này. Một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ như vậy, vì sao trong một khoảng khắc thời gian, trong một khoảng khắc thời gian vô cùng nhỏ mà nó lại chọn một lần là cái như là hai cái lựa chọn. Lần đầu tiên chọn ngôi biệt thự, lần thứ hai là chọn ngôi chùa. Qua cái sự mà nhắc nhở của người mẹ là một câu đó là có muốn đi chùa không, là bé mới chọn ngôi chùa. Rồi cái vấn đề cuối cùng đó, kết quả là sao? Bé chọn cả hai. Ngày thì ở chùa, tối thì về ngôi biệt thự đó. Bà con thấy không? Đấy, một đứa trẻ, tôi nói thật sự bây giờ đứa trẻ nào cũng hỏi nó cũng có câu trả lời đáp án như Tường Lam thôi. Thích cả hai chứ không phải là cả như là thích chỉ một trong hai, đúng không?
Nhưng mà người mẹ khi mà nghe bé chọn chùa là cái người mẹ nhảy cẩn lên. Nhưng đằng sau cái câu chuyện chọn chùa đấy, bé nói là ban ngày thì ở chùa nhưng tối lại thì phải về cái ngôi biệt thự. Bà con nghe kỹ cái đoạn này. Thế thì tôi hỏi quý bà con, mà cái đoạn đây bà con nên nhớ nha, đoạn đây là Phú Độc Lạ Bình Dương đó, là tách con bé ra khỏi người mẹ. Nhưng mà trước khi mà tách con bé ra là người mẹ cũng đã nhắc con bé một cái vấn đề, muốn đi chùa không. Tất cả mọi vấn đề thì chúng ta cũng phải nên là xem xét cho nó kỹ. Và ví dụ như cho Tường Lam hai cái lựa chọn, một là căn này, hai là cái chùa, thì Tường Lam chọn cái nào? Dạ chùa. Hả? Vậy. Con thích đi chùa không? Bây giờ chú hỏi lại nha, một á là cho Tường Lam căn biệt thự này, một á là cho Tường Lam căn biệt thự này, thứ hai là cho Tường Lam một ngôi chùa. Tường Lam chọn một trong hai, Tường Lam chọn cái nào? Nói thiệt đó nha. Chùa. Chọn chùa hả? Trong đó chú chiều giờ thôi chứ không gì đâu. Hả? Ở trong chùa chiều giờ thôi chứ gì đâu. Thì không có về qua nhà này. Để bà con thấy không? Người mẹ khi nghe con chọn chùa là người mẹ cái như là phấn khởi ngay, vì đã là Phật tái sinh phải chọn chùa thôi, chứ còn nếu mà chọn nhà thì không phải Phật đâu, đúng không vậy? Nhưng tôi là tôi nghĩ khác, nếu mà Phật tái sinh là không nên chọn cái chi cả nhà lẫn chùa, mà phải chọn một gốc cây nào đó. Thôi bây giờ ngày xưa đó Phật Thích Ca thì chọn gốc cây Bồ Đề, thì bây giờ mình chọn gốc cây đa đi. Hoặc chọn gốc cây si, cây đồi đó, đúng không? Tại sao phải chọn ngôi chùa? Mà chọn ngôi chùa phải qua cái sự nhắc nhở của người mẹ. Nhưng cuối cùng là coi như là người mẹ cũng là vô cùng coi như là bất an khi bé chọn cả hai, đúng không? Nó sai với là nó thật sự sai với cái suy nghĩ của người mẹ. Đáng lý con phải chọn một cái là cái chùa thâu con à. Nhưng bây giờ con nói là con chọn cả hai là chết mẹ luôn, đúng không? Ban ngày là con ở chùa, ban đêm là con về cái ngôi biệt thự này, là nó thật sự mẹ đỡ cũng không kịp. Do lúc đấy là Phú là ôm con bé lại rồi. Lúc đó là Phú ôm con bé lại rồi, cho nên con bé nó là ban ngày là ở chùa, tối về là cái ngôi biệt thự này. Bà con thấy con bé coi như là nó ngây thơ đến mức mà đáng thương không? Nhưng mà người mẹ lại không nghĩ vấn đề đó. Người mẹ là nghĩ bây giờ đó, con của mình chỉ có một cái gọi là biết đôi ba bài chú đó, rồi đưa lên đó rồi xong cho một cái gọi là Phật tái sinh tái đồ, thấy cũng phấn khởi ra. Chứ người mẹ đâu có nghĩ sâu xa là ở đây là một trong những cái mà nó ảnh hưởng về lâu về dài về cái vấn đề học hành của con mình, đến cái vấn đề mà giao tiếp con mình sau này với là tất cả bạn bè con mình, rồi nó nghĩ ra sao, đúng không? Người mẹ những chi tiết này người mẹ lại không nghĩ tới, mà người mẹ chỉ biết rằng cái lời trước mắt là gì? Được nhiều người tung hô con mình lên, đây là một trong những cái nó hư ảo. Tung con mình lên mà nó thật sự năng lực con mình nó không phải là như vậy, mà tung lên người mẹ đây nó thật sự cũng thích một cái là con của mình được nổi tiếng, con của mình được bao nhiêu người thần tượng. Mà người mẹ tôi không biết là suy nghĩ kiểu chi nghe, suy nghĩ kiểu chi mà đi ra đường nó gặp mấy bà cụ là bà mặc đồ lam đấy, bà cúi cái đầu bà lạy con bé Tường Lam, các người là ôm bé Tường Lam rồi sờ đầu bé Tường Lam rồi sờ qua đầu mình đã tìm một cái năng lượng. Thật sự quý bà con tôi thấy là càng ngày nó càng nhố nhăng đấy. Mình cứ làm đúng đi, tu cũng được không tu cũng được, miễn sao cái lương tâm của mình làm bất kỳ cái việc gì đó nó không hổ thẹn lương tâm là được. Mình không kể như là làm cái chuyện ác là được đấy. Chứ đừng bao giờ lúc nào cũng tu, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà đấy, mà trong cái bụng là không có cái chữ A Di Đà, mà cái từ A Di Đà nó phát ra từ cái miệng đó. Tất cả những cái vấn đề đấy thì tôi hỏi quý bà con, nếu như chúng ta là một trong những người mà thấy vậy rồi để vậy, rồi sau này thế hệ con cháu rồi sẽ đi về đâu? Nếu như cái đà này cứ tiếp tục, hiện bây giờ cái thời kỳ là thời kỳ 5.0, chỉ cần một cái clip lên là nó lưu trữ lại đó, là khi nào bất kỳ có cái điều kiện là con cháu chúng ta nó sẽ tiếp cận. Nó tiếp cận nó học cái hay không nói chi, nó học toàn là những cái mà nó xấu xa, thì đây là một trong những cái rất nguy hại, nguy hại cho cả một tương lai của một đứa trẻ. Mà người mẹ cảm thấy đây là một cái sự phấn khởi, một cái sự gọi là tự hào. Bây giờ
là cái chùa. Dạ con chọn cái nhà lại. Hả? Con chọn chùa. Con chọn gì nó thiệt coi. Chọn chùa. Chọn chùa. Chùa thì tốt hơn. Trời ơi, phải không? Chùa thì tốt hơn cái nhà. Trời ơi. Vì sao? Bà cao thế. Khi mà con nói là cái như là chọn cái chùa tốt hơn ở nhà, người mẹ cứ là trời ơi, người mẹ cảm thấy sướng. Đúng không? Đúng cái ý của người mẹ là phải chọn cái ngôi chùa. Vì đã lên phim rồi, con đang lên phim là con phải chọn ngôi chùa, chứ con chọn cái biệt thự là chết mẹ luôn. Đúng không? Con nên nhớ rằng đây là một trong những cái thước phim mà đang quay, mẹ cũng chưa có rành cách, chưa có rành mà cách clip chỉnh sửa edit cái đoạn clip. À, cho nên bây giờ con nói cái chi đó nó lên hết nấy thôi chứ. À, đâu có sửa được. Đâu có sửa được đâu quý bà con. À. Mà bây giờ cái như bà con thấy đi. À, khi mà bé nó chọn cái ngôi chùa, chú cha tôi nhìn cái khuôn mặt người mẹ mà sao nó phấn khởi dữ dằn. À, phấn khởi quá trời luôn. À. Tôi thấy có nhiều cái điều nó lạ. Nhiều điều nó lạ. Để riêng con của mình nó thật sự khi người ta phát hiện tuổi thật ở rồi bà nói một câu chắc ai cũng là hỷ xá hết trơn á, vì nhìn khuôn mặt đẹp quá. Với tôi là không hỷ xá được câu chuyện này. À, vì có sao mình nói vậy. À, có sao mình nói vậy. Ngay từ đầu anh đã có một cái sự mà lừa dối cộng đồng. À, chị đã có một cái sự khai mang về cái tuổi của con mình. À, thì những cái sau, những chi tiết sau buộc tôi phải soi. À, mà tôi soi là tôi soi rất kỹ từ chi tiết một. Đấy. Thế còn bây giờ chẳng lẽ bây giờ để chị đã lọt lưới coi như là đôi ba lần rồi. À, chị ma mị nói chuyện thần tài thổ địa rồi mà chẳng lẽ bây giờ phải để cho chị tiếp tục như vậy nữa hay sao? À, phải soi, cái chuyện này là phải soi, mà đã soi thì soi cho nó hết. À, chứ còn soi nửa vời là không chơi. À. Còn bây giờ nếu mẹ bé Tường Lam đó, nếu mà cái khẳng định con của mình là nó có những cái gọi là Phật tay sinh, tay chanh, tay giấm gì đấy, thì bây giờ cũng nên chứng minh đi. Đấy, lên cộng đồng mạng chứng minh. Lên cộng đồng mạng để thể hiện là con của mình là Phật tay sinh là thật. Đấy. Rồi các sư mà những ngày vừa qua bia bé đó thì cũng phải là trả lời cho Phật tử đi. Đó, từ trước giờ có ai thấy được thần tài thổ địa hay không? À, có ai mà đoán được cái niên mệnh của người ta hay không? À, một câu chú có thể là phổ độ được cả ngàn người, có ai đã làm được hay chưa? Bản thân các sư cũng có một khoảng thời gian tu tập, các sư đã làm được hay chưa? À, chẳng lẽ các sư phải thua một con đứa trẻ? À, nó dù có Phật tay sinh hay là cái gì cũng vậy, cũng phải có một cái thời gian tu tập. À, một cái viên ngọc mà tôi nói quý bà con cũng phải là mài dũa nó mới là cái như là nó tốt được chứ. Chứ còn đâu phải Phật tay sinh rồi bây giờ xuống trần rồi cái không có học hỏi gì trơn trọi rồi niệm một câu chú đó rồi nó vi diệu rồi đấy, nó thần kỳ như vậy hay sao đấy. Cho nên tôi hỏi bây giờ đó, các sư mà cái như là tu gọi là những sư mà những ngày vừa qua là bu trên theo bé Tường Lam đó, các sư đã làm được như bé Tường Lam hay không đấy. Bé bảo rằng một câu chú là bé phổ độ được cả ngàn người, thế thì các sư là phổ độ được bao nhiêu? Đấy, tôi nghĩ là các sư phải hơn. Nếu mà các sư tin tưởng bé Tường Lam là thật thì cái năng lực của các sư cũng phải hơn bé Tường Lam, vì các sư là những bậc tiền bối so với bé Tường Lam. Đấy. Đấy. Một câu chú mà vi diệu như vậy thì tôi nói quý bà con, ai ai cũng cần các sư hết trơn. Người ai bất kỳ cái tâm lý một con người cũng muốn là cứu quyền của mình, cũng muốn ông bà của mình cũng trở về một cái miền cực lạc. À. Chứ còn nói thật sự, khi mà người ta muốn là cái như là những người thân của mình sau khi mà mất đi trở về một cái cõi lành thì người ta sẽ tới cầu các sư, để các sư mà dùng cái câu chú nào bé Tường Lam nói đó, các sư ra cúng một cái bắt đầu là cái như là siêu thoát ngay và liền. À. Thế thì vấn đề ở đây thì tôi cũng nghĩ tiếp cái chuyện đó. Cho nên là cái vấn đề mà làm ác hay làm thiện thì nó đâu có còn quan trọng, đúng không quý vị? Cái chuyện làm ác hay làm thiện nó không còn quan trọng nữa. Nếu mà mình làm ác thì sau này mình có chết đi thì chỉ cần là gọi các sư tới đó, gọi bé Tường Lam tới nó làm một bài chú là siêu thoát thôi, chứ đâu có bị đọa vào địa ngục, đúng không?
đâu có bị đọa vào địa ngục. Cho nên cái chú hôm qua mà nói tôi đó, cái chú hôm qua nói tôi là cái như là động tới bé Tường Lam coi chừng là đọa vào địa ngục đó. Tôi nói tôi không có sợ đọa vào địa ngục vì có bé Tường Lam rồi. Vì tôi cũng lúc đấy nó thật sự tôi cũng ráng tôi chạy cho được 1.000 ký gạo. Tôi cúng 1.000 ký gạo, tôi phát cho 1.000 ký gạo rồi tôi rước bé Tường Lam nó tới. Một câu chú bé Tường Lam là tôi cũng được lên cõi trời. Ít ra cũng là cái cõi lành, đúng quá vậy. Cho nên riêng cái câu của bé Tường Lam đó, riêng câu bé Tường Lam là cái như là tôi thấy là có những cái vấn đề so với cái luật nhân quả là nó sai từ lưu âm binh. Được không? Làm cho có chuyện bây giờ nếu mà cầu một câu kinh, một câu chú mà siêu thoát, không còn bị thế này thế nọ thế kia, giống như trả nghiệp sau khi chết mà còn trả nghiệp đó. Thì tôi nói chỉ cần là gọi tới bế Tường Lam thôi. Thì cái vấn đề này tôi phải quay ngược lại hỏi các sư đó. Các sư tu đến nay là bao nhiêu năm rồi? Cái vấn đề đây là các sư đó tu thì tôi nghĩ rằng cũng phải hiểu vấn đề này, cũng phải nên trả lời cho Phật tử. Một câu của Tường Lam siêu thoát cả ngàn người, thế một câu của các sư là siêu thoát bao nhiêu? Chứ các sư nó thâu, riêng các sư là thua rồi. Mà đã các sư thua thì các sư cũng phải có một cái lời để mà cho cộng đồng mạng họ an tâm, nhất là những Phật tử chân chính. Chứ bây giờ tôi thấy